Điển hình như vào tối qua ngày 27 tháng 4, tại điểm nối giữa đường Vành đai 3 với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 14 đã phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 38B01175 không có lệnh vận chuyển, đăng kiểm hết hạn. Đặc biệt, tài xế điều khiển chở khách khi không có giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng đã yêu cầu nhà xe điều xe khác đến để chở số khách trên xe vi phạm trên, lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm. Trên một số tuyến trọng điểm như Phạm Hùng, Giải Phóng, tình trạng xe khách chạy chậm, vòng vo vẫn tiếp diễn, nhất là khi vắng bóng lực lượng chức năng. Em chạy từ Tân Yên về Mỹ Đình, đến cầu vượt gần đối diện cổng trường Đại học Ngoại ngữ, em có dừng xe. Để làm gì? Em đón khách, định đón khách ạ. Đối với những hành vi vi phạm như dừng đỗ đón trả khách thì đội chúng tôi là xử lý triệt để. Còn với những hành vi ấy đi chậm, rùa bò thì tổ công tác của chúng tôi và các tổ khác là đi đẩy đuổi, đọc loa tuyên truyền và yêu cầu lái xe di chuyển. Tất cả các tuyến là lên lắp camera để phạt nguội đối với những hành vi dừng đỗ đón trả khách của xe khách để tránh việc gây ùn tắc giao thông. Xe hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển của từng chuyến đi hoặc thiếu các chi tiết như điểm đi, điểm đến là một trong những lỗi vi phạm phổ biến của các nhà xe hoạt động vận chuyển khách đi và đến tại các bến xe lớn, nhà ga, sân bay. Nhiều vi phạm thường gặp khác như là xe không có phù hiệu, không có giấy phép kinh doanh hoặc lái xe không có thẻ nhận dạng theo quy định. Nhiều khi người ta cũng chưa hiểu rõ về ví dụ như các quy định về cái thẻ định danh, có thể là tuyến dài, tuyến ngắn, người ta cũng không chưa hiểu về cái đấy. Anh em cũng vừa kiểm tra xử lý, cũng vừa là hướng dẫn cho người ta để nắm bắt hơn. Một là không có hợp đồng này, hai là vi phạm về xe thì không niêm yết tem hợp đồng, và có trường hợp thì là gần xe là không có kinh doanh vận tải, là xe biển trắng nhưng mà vẫn cố tình để vào vi phạm chở khách. Trong dịp nghỉ lễ này, tình trạng phức tạp về trật tự giao thông vận tải đã tái diễn ở nhiều tuyến địa bàn trọng điểm. Một số đối tượng cò mồi hàng ngày vẫn lén lút trèo kéo hành khách đi xe ngoài bến. Chính vì vậy, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng lựa chọn phương tiện để tránh bị thu tiền kiểu chặt chém hoặc thuê phải các xe không đủ điều kiện kinh doanh vận tải, mất an toàn giao thông.